chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại đang đi qua giao lộ của đường Nguyễn Huệ với lại đường Đống Đa. Đây là một trong những trục đường rất là đẹp được xây dựng bố trí, nhất là đường Nguyễn Huệ, nhất là đường Hai Bà Trưng. Nên là xin lỗi, tại vì đại lộ Hai Bà Trưng này thì bên tay trái thì kéo ra ngoài phía sông Bến Ngự là đường Phan Đình Phùng đây, nhưng mà cái khúc từ Hai Bà Trưng mà giao với lại đường Nguyễn Huệ á, lúc này thì mới được nâng cấp lên, mới hoàn thành trong Tết Nguyên Đán mà rồi, khoảng 26-27 Tết thì con đường này vào ban đêm rất là đẹp, lát đá hoa cương nè. Và xưa nay thì con đường này là nổi tiếng và rất nhiều các hệ thống nhà hàng, khách sạn cũng như là dịch vụ karaoke với lại quán nhậu rất là sầm uất. Quý cô chú anh chị thấy không, đá hoa cương được là lát hết luôn cả con đường, lòng đường luôn, cả lề đường lẫn lòng đường luôn, rất là đẹp. Thì Huy Hoàng quay lại cho quý cô chú anh chị và các bạn là tình hình đây là mới nhất trong Tết 2023 này, thì được đưa vào và sử dụng con đường này, lát gạch phía lát đá ở phía giao với lại đường Ngô Quyền và Hai Bà Trưng. Tất nhiên là khúc đó là khúc Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, thì khúc đó phía cuối đó thì nó có cái đài phun nước rất là đẹp, ở dưới thì có hệ thống đèn chiếu hắt lên giống như là đài nhạc nước vậy đó, rất là đẹp. Thì hôm nay là tối mùng 5 Tết thì bất ngờ Huế đã có nắng trở lại, không có mưa gió suốt mấy ngày nay, từ mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì có nắng, nhưng mà qua mùng 4, mùng 5 thì hôm nay bắt đầu mới có nắng trở lại, chứ mấy ngày trước thì mưa rất là nhiều. Đây là các cái hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán nhậu, quán ăn tập trung ở trên đường Hai Bà Trưng, một khúc rất là ngắn phía đường Nguyễn Huệ hắt về đường Ngô Quyền và tiếp tục đó là kéo ra đường Hai Bà Trưng ở khúc giao với lại đường Hà Nội. Thì Hương Hoàng vừa dẫn quý cô chú anh chị và các bạn đi ngang đó là đường Hai Bà Trưng, cắt ngang qua đường Đống Đa của thành phố Huế. Ở đây cũng rất nhiều cái hội sở Vinaphone, Mobile Phone, rất là đẹp, rất là sang. Ở đây nó thành một con phố, có thể nói là phố đi bộ. Ở Huế thì cũng có rất nhiều con phố đi bộ ở trên phía ở bên cặp theo đường Lê Lợi, khúc gần đến cầu Đập Đá của Huế thì có nhiều con phố đi bộ, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An. Nhưng mà khúc ở đó, ở bên phía bên này thì có đường Hai Bà Trưng thì khúc này cũng rất là đẹp, có thể nói là phố đi bộ, tập trung rất nhiều các cái nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, hệ thống khách sạn. Đây, quý cô chú anh chị thấy đèn rực rỡ luôn, rất là đẹp. Ở đây có hệ thống bán đồ trái cây nhập khẩu nè. Bên kia cũng vậy, bên kia là trái cây bánh kẹo nhập khẩu. Còn đây là khách sạn rất là lớn nha quý cô chú anh chị các bạn, đây nè, rất là lớn. Đây, khách sạn rất là đẹp. Hai bên đường quý cô chú anh chị thấy xe máy rồi xe hơi đậu san sát với nhau luôn.
Đây, đây là cái hệ thống rạp chiếu phim ở trên, ở dưới là cà phê, rất nhiều bạn trẻ vô uống cà phê hoặc là vô coi phim Cinema Star, rất là đẹp, hoành tráng. Phải nói là khu vực này thì vì gần bệnh viện Trung ương Huế và bệnh viện quốc tế Trung ương, cho nên là các hệ thống khách sạn và nhà nghỉ cũng kinh doanh theo rất là nhiều, để phục vụ cho thân nhân, người thân đưa bệnh nhân đi khám bệnh thì ở lại nghỉ ở những cái khách sạn này nè, những cái nhà nghỉ này rất là đẹp. Thì đi đến khúc này là gần đến đường Ngô Quyền rồi, quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, ở đây có thể nói là giống như là bên Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão ở Sài Gòn đó. Thì quý cô chú anh chị thấy Tây rất là nhiều, khách Tây đi du lịch, nhà nghỉ, khách sạn rất là nhiều. Đây, rất là hoành tráng nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đặc biệt là cái khu đi bộ này nè, được lát bằng đá tự nhiên đó, hoàn toàn bằng thủ công hết. Đây, đây là vòng xoay, có cái đài phun nước và có nhạc đó. Thì như Hoàng đã nói ở đầu video thì khu này ở đây nó có cái chợ Hai Bà Trưng nè, thì thẳng với đó là ra lại đường Hà Nội của thành phố Huế. Thì cái hệ thống đài phun nước này cũng rất là đẹp, để Hoàng lại gần cho quý cô chú anh chị và các bạn xem. Tuy nhiên phía bên kia là cà phê Highland. Cà phê Highland thì nó nằm ở hai trục đường, một bên là bên trước mặt là đường Ngô Quyền và bên mặt bên thông là đường Hai Bà Trưng. Đây, đây thì mới đưa vào khai thác sử dụng, rất là đẹp, hoàn thành vào gấp rút vào mưa gió mấy ngày 26, 27, 28 tháng chạp vừa rồi thì đã hoàn thành đưa vào sử dụng rồi. Quý cô chú anh chị thấy rất là đẹp. Ở dưới phun lên là có hệ thống đèn chiếu lên rất là đẹp. Còn tuy nhiên phía bên tay trái của hàng chất đó là đường Ngô Quyền giao với là đường Hai Bà Trưng thành phố Huế. Thì đi phía bên tay trái thì sẽ ra bệnh viện quốc tế Trung ương Huế. Còn bên phía bên tay phải thì Hoàng thì đi đó là cổng đó là cổng chính ở đường Hai Bà Trưng và bệnh viện Trung ương Huế. Bây giờ tầm khoảng có 6 giờ rưỡi tối thì các hệ thống đèn của Huế thì đã lên đèn hết rồi, rất là sạch sỡ, rất là đẹp. Các bạn thích sống ở Huế vì rất là an ninh cho quý cô chú anh chị và các bạn, xe cộ để nè, không có hề mất mát gì nha quý cô chú anh chị và các bạn. Vì thời điểm này vẫn còn là thời gian nghỉ Tết, mới có mùng 5 thôi, cho nên là người dân vẫn còn đang vui chơi nghỉ ngơi, chưa có đi tập trung lại mua bán nhiều và đi khám bệnh nhiều. Cho nên là khu đường, con đường Ngô Quyền khúc gần đến bệnh viện quốc tế Trung ương Huế thì không có đông đúc như mọi ngày. Thì ở bên trên là một vài cái hình ảnh mà Hoàng muốn cập nhật đến quý cô chú anh chị và các bạn, là người yêu Huế, người khách du lịch, người đã từng sinh ra và lớn lên ở Huế, cập nhật là tình hình sinh hoạt và vui chơi ngày Tết của người Huế, và cập nhật con đường Hai Bà Trưng khúc từ đường Đống Đa kéo dài cho đến đường Ngô Quyền. Thì khúc đó mới lát gạch đá tự nhiên
đưa vào sử dụng vào dịp Tết vừa rồi 26, 27 tháng 8 thì nó được gấp rút thi công và đưa vào sử dụng. Thì anh Hoàng cũng cập nhật một số cái hình ảnh mới nhất về sự thay đổi, đổi thay của thành phố Huế đến người dân xứ Huế. Thì Hoàng cảm ơn quý cô chú và các bạn đã theo dõi video của anh Hoàng, và quý cô chú anh chị và các bạn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mà anh Hoàng sẽ chia sẻ về cuộc sống đời thường người dân xứ Huế trong những video tiếp theo. Các bạn thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video lần sau. Sắp tới đó là đến bệnh viện quốc tế Trung ương Huế rồi. Các bạn cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video lần sau. Thân mến, chào tạm biệt quý cô chú anh chị và các bạn.